Lisa Blackpink khoe body vạn người mê, xứng danh nàng thơ Shonen trên tạp chí Elle. Lisa Blackpink đẹp xuất sắc khi xuất hiện trên bìa tạp chí Elle Korea, ấn phẩm số tháng 4 với thần thái và đường nét cơ thể chuẩn càng đét. Lisa Blackpink xuất hiện đầy ấn tượng trên tạp chí Elle Korea, ấn phẩm mới nhất với 4 bộ bìa cực chất không chê vào đâu. Từ trang phục cho đến make up và tóc tai khiến dân tình cứ phải gào rú vì quá đẹp và đỉnh. Đại sứ toàn cầu kiêm nàng thơ của Shonen trên bìa tạp chí Elle Korea số tháng 4 năm 2021. Búp bê sống sự thái hoang dã trong từng khung hình thời trang. Thần thái và khí chất của Lisa Blackpink chỉ khiến dân tình thốt lên một câu là quá đỉnh. Thân hình vạn người mê của Lisa trong set đồ đến từ Shonen, những item trẻ trung phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Trước đó, giám đốc thời trang và sự kiện của Shonen với tài khoản đăng hình tester nửa mặt của Lisa trên trang cá nhân của mình đã thu hút sự chú ý của các tín đồ. Hầu hết trang phục mà nữ dancer mặc trong tạp chí Elle Korea lần này đến từ thương hiệu Pháp mà cô làm đại sứ. Trước đó, Lisa Blackpink chia sẻ về tính cách, được chọn cho ban giám khảo của giải thưởng thời trang Adam. Lisa Blackpink trông thật ngoạn mục khi lên bìa tạp chí Elle tháng 4. Trong cuộc phỏng vấn sau buổi chụp hình, cô đã chia sẻ khá nhiều về cá nhân và dự án sau này. Hình ảnh mới có chủ đề điền kinh về truyền tải năng lượng sống của mùa xuân. Về bộ ảnh, Lisa nhận xét, bộ ảnh đã thu hút ánh nhìn của tôi ngay khi tôi nhìn thấy nó. Tôi có cảm giác rằng đó sẽ là một buổi chụp ảnh vô cùng vui vẻ. Trong cuộc phỏng vấn sau buổi chụp hình, Lisa đã nói về buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên của Blackpink The Show. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khích khi được gặp trực tiếp những người hâm mộ cầm gậy phát sáng, nhưng chúng tôi đã không thể làm được điều đó lần này. Tuy nhiên, về những hạn chế về thể chất và rất nhỏ so với việc đi lưu diễn ở nước ngoài, chúng tôi đã có thể giới thiệu các thiết bị và góc quay sân khấu chất lượng cao. Lisa cũng chia sẻ, cảm thấy hạnh phúc cho bản thân là điều quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng không che giấu bản thân và thể hiện bản thân không dối trá. Cô nói thêm, theo gia đình và những người bạn lâu năm của tôi, từ nhỏ tôi đã rất lanh lợi và nghịch ngợm. Cuối cùng, Lisa xúc động khi được chọn vào ban giám khảo của giải thưởng thời trang Andam năm 2021. Cô chia sẻ, tôi nghĩ ngành công nghiệp thời trang có thể xem tôi là một trong những người thuộc thế hệ mới. Tôi đang rất háo hức mong đợi điều đó. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!